Mình Tuấn Tạ mọi người. Hôm nay Tuấn sẽ chia sẻ với mọi người cách phân biệt một sợi xích, hay gọi là sợi sên Shimano thật và sên Shimano nhái nha mọi người. Mọi người thường mua sên Shimano mình về mình đạp, nhưng mà mình cũng không có biết, hay là mình không có chắc chắn là cái sợi của mình là sợi chính hãng hay là sợi nhái nha mọi người. Rồi mọi người, Tuấn chia sẻ trên tay của Tuấn cầm là một sợi sên này, gọi là sên 901, nghĩa là sên Durac 11 Speed đó mọi người. Sên này là sên Durac 11 nha mọi người. Thì sên này, một sợi này là Tuấn cầm là đang là sợi chính hãng. Thì sợi chính hãng ở ngoài bao bì nó phân biệt như thế nào? Mọi người nhìn ở ngoài bao bì á, chỗ ba cái lằn gạch đây á mọi người, là cái vây cá này nó phải ba cái vây cá này màu vàng nha mọi người. Đầu tiên là ba cái vây cá màu vàng, và mọi người nhìn sơ qua cái hộp đời mới bây giờ, nghĩa là hãng Shimano sản xuất ra, thì có tem mã vạch đầy đủ mặt trước mặt sau, và có mã vạch mã code đầy đủ hết nha mọi người. Mình có thể check cái code này hoặc là cái mã vạch nè, thì mình dùng cái phần mềm là check code đó, thì mình biết được là sản xuất, nơi sản xuất của cái sợi sên này và ngày tháng sản xuất nha mọi người, có đầy đủ series hết. Rồi mình nhìn mặt trước của sợi dây xích á, thì mình thấy là từng cái khía nó là có lủng lỗ nha mọi người. Lỗ này á, nghĩa là trong đó là có cái bánh xe đó. Thì sợi xích xịn á, thì nó không có sáng nha mọi người, tại cái này là bằng thép titan nên là cái xích này nó sẽ có màu tối tối chứ không phải giống như sên ram nha mọi người. Rồi Tuấn sẽ lấy sợi sên ra cho mọi người xem ha. Ở đây. Rồi về sên á, thì sẽ đi kèm một cái khóa sên Durac ha mọi người. Rồi bao sên á, xích quy trình như thế này, họ niêm phong như thế này hết. Thì sên nó sẽ có hai mặt, cái chỉ có một mặt là có chữ thôi nha mọi người. Cái sên xịn á, cái sên xịn á là chỉ có một mặt là có chữ thôi. Ví dụ chữ ở trên đây họ ghi là dây banh HG901, ghi trên mắt này, còn cái mặt bên kia sợi sên nó xịn là không có chữ nha mọi người. Thì mọi người nhìn những cái chi tiết mà Tuấn chỉ á, ngoài ra nó khác những chi tiết đó là sên nhái nha mọi người. Sên nhái, ngoài ra những cái chi tiết mà không giống mà Tuấn chỉ á, là sên đó là sên nhái, không phải sên chính hãng. Rồi sợi sên Durac chính hãng 11S này bên Tuấn có bán nha mọi người. Hiện tại Tuấn đang bán giá là 1.250.000. Mọi người muốn mua sợi sên Durac chính hãng thì liên hệ bên Tuấn ha. Bán sợi sên Durac 1.250.000. Rồi mọi người coi ha, đây là trên tay Tuấn cầm một sợi sên khác nữa, cũng là của hãng Shimano luôn, nhưng mà sợi sên này là sên 12S. Sên 12S này là sên này là M6001, nghĩa là sên của điệu rê 12 M6001. Đặc biệt cái sên M6001 này á, thì mình chạy được cho xe road nha mọi người, tại vì cái mắt của nó mỏng. Còn M mà chẳng hạn như 5001 á, thì nó là 11 á, thì cái mắt của nó là nó dày, thì mình không có chạy được xe road, tại vì cái dĩa xe road á, cái clip á là 11 clip, thì mình phải chạy sên mỏng nha mọi người. Mọi người nếu mà tiết kiệm á, không chạy sên Durac á, thì mình chạy sên M6001 12 này là cũng là rất là ngon nha mọi người. Bình thường một sợi sên mới mà Shimano chính hãng như thế này á, mình chạy khoảng 10.000 cây trở lên, 10.000 km trở lên nha mọi người. Tuấn, mọi người có thể theo dõi Java của Tuấn á, thì thấy Tuấn chạy hơn 150.000 km. Bình quân một sợi sên như thế này Tuấn chạy khoảng 10.000 km nha mọi người. Thì sợi sên 12S M6001 này á, thì mặt sau cũng không có chữ nha mọi người, chỉ có chữ là mặt trước thôi. Mọi người thấy nó đề chữ là dây banh M6001, ghi tên từng mắt sên luôn. Đây là cũng là một sợi chính hãng sên xịn nha mọi người, mới luôn. Sợi sên này Tuấn bán là 580.000 cho sợi sên chính hãng Shimano M6001 12S, chạy được cho xe road nha mọi người. Là dòng này thì chạy cũng bao bền luôn, chạy khoảng 10.000 km trở lên nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người xem video.